Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ phát động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và đông đảo doanh nghiệp trong tỉnh. Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, năm 2022 toàn tỉnh đã xảy ra 1.650 vụ tai nạn lao động, làm 1.666 người bị nạn. Trong đó, số vụ có người chết là 32 vụ, làm 32 người chết, thiệt hại về vật chất trên 19 tỷ đồng. Để kéo giảm các vụ tai nạn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn và tiến hành tổ chức kiểm tra việc hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Nhìn chung, việc chấp hành pháp luật an toàn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện rõ rệt. Đến tham dự ngày phát động phong trào năm 2023 này của tỉnh Đồng Nai thì cũng hy vọng sẽ có thêm một cái nguồn lực mới, một cái sức sống mới đem về và truyền thông cho các thành viên của công ty để họ tiếp tục tham gia sản xuất một cách an toàn và mang lại hiệu quả công việc tốt nhất cho toàn bộ công ty. Công ty chúng tôi đã đầu tư rất là nhiều về trong cái hệ thống về phòng cháy chữa cháy ở tại công ty, và hàng năm đều có những công việc mà tập huấn cho người lao động về trong cái công tác về phòng cháy chữa cháy. Công ty chúng tôi là cũng thành lập những cái bộ phận liên quan đến, ví dụ như bộ phận y tế có chịu trách nhiệm trực tiếp về kiểm tra, giám sát các quy trình lao động. Cái năm 2022 vừa rồi là không xảy ra bất kỳ một sự cố nhỏ nào liên quan đến việc mà tràn đổ về hóa chất, hay là sự cố cháy nổ, hay là sự cố mất an toàn lao động, thương tật của người lao động. Cái điều cốt lõi trong cái quá trình hoạt động kinh doanh của Boss là đảm bảo an toàn cho tất cả các bạn nhân viên và đảm bảo quyền con người của các bạn. Thì tất cả những cấp quản lý đều cam kết là sẽ tham gia làm an toàn, vì an toàn không chỉ là cho hiện tại mà còn cho cả tương lai. Ngoài ra thì những sự cố, những tai nạn, những suýt tai nạn thì đều được ghi nhận, điều tra và có hành động khắc phục. Safety checks on regular time. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, tỉnh luôn xác định công tác đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh và mọi người dân trong tỉnh hãy nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành tốt các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, sản xuất và sinh hoạt. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của tỉnh Đồng Nai và giấy khen của Sở Lao động Thương binh Xã hội.